Nhiều ý kiến cho rằng, nội dung các chủ đề trong chương trình tập huấn trên đều hữu ích, nhưng vì thời gian gấp rút, giảng viên không có điều kiện cầm tay chỉ việc, quá trình giảng dạy nặng về lý thuyết, thiếu những bài học và kinh nghiệm thực tiễn. Ngay cả khi tổ chức tập huấn kéo dài vài ngày thì cũng không dễ mang lại hiệu quả như mong muốn. Câu chuyện trên không chỉ xảy ra trong lĩnh vực thể thao mà còn ở nhiều lĩnh vực khác. Tập huấn đòi hỏi sự chuẩn bị cẩn thận, nghiên cứu kỹ lưỡng và khả năng dự báo kết quả. Những chuyến tập huấn thiếu những yếu tố này thường dẫn đến thất bại. Tập huấn là cơ hội để học hỏi kiến thức mới, kinh nghiệm bổ ích và giao lưu với đồng nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả của tập huấn không phụ thuộc vào thời gian kéo dài mà phụ thuộc vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chất lượng của giảng viên. Nhiều chuyến tập huấn tổ chức theo cách dập khuôn và thiếu sự chuyên nghiệp của giảng viên chỉ trở thành nơi giải trí thay vì học hỏi và nâng cao năng lực. Cần có sự đầu tư nghiêm túc vào quá trình tập huấn để đảm bảo rằng thời gian và nguồn lực được sử dụng một cách hiệu quả và mang lại giá trị thực sự cho người tham gia.